Liền bao nhiêu? Không có nhiều hết. Không có nhiều là nhiêu thì nói lên mừng cho em nè. Năm con mèo dư lên thoát nghèo. Không có đủ thì thua là. Làm sao? Tao lên trời ăn 8 triệu bạc. Không có đâu. Chơi vui 3 ngày xuân 4 ngày Tết thôi quý vị ơi. Chứ không có nhiều. Thật sự. Sự là nhiều thì nói coi cho mừng nè. Hồi chiều giờ đứng nó cầm cái kiến nó cười hoài luôn từ hồi chiều tới giờ. Là cái chuyện gì là ăn bài cười đúng không? Không, không tập cười cho đẹp vậy thôi chứ có gì. Vâng, chỉ có một vài lá lẹt trên tay của các người đẹp của chúng em. Quý vị khán giả thương tình ủng hộ thật là nhiệt tình để cho chúng em có thêm nhiều nguồn động lực làm những chương trình thật là hay cho quý vị. Hai chục hay ba chục rồi người đẹp lên trường còn ba giấy chót hả? Ủng hộ người đẹp lên trường giùm em nha. Dạ rồi, chứ thì ngay từ bây giờ mà chú anh chị mình nhớ đầu tư nhanh, đầu tư lẹ nhé. Để mình có cơ may mình nhận qua một phần quà. Sao nó trắng? Vậy là... Là sao? Phải phong long đó. Ủa chuyện gì vậy? Anh cũng đang rất là vui như khi thân dân đúng không? Trời ơi, có gì đâu mà kỳ. Tăng đồng. Chơi gì thì chơi hết cho nó hơn. Xua thì xui đi. Trời. Ngay từ bây giờ mà chú anh chị mình ai chưa có lá bé trên tay nhất nhẹ một cái tay một lần nữa để bên trên chúng em thấy được điều động tất cả các người đẹp áo vàng bên dưới phục vụ của chú anh chị mình nhá. Còn nếu như mà đã có phải lá bé trên tay hết rồi với mắt quan sáng chuẩn bị giờ số thăm dò thôi, khỏi dò em, khỏi dò khỏi chung đúng rồi không? Không cần là sao chúng ta không dò sao chú số gì ra mày thì đây mày thì đây mày thì ra mày thì đây mày thì đây ta sinh ra trần gian làm cho đất công yêu ngất hàng ngày cho nhân gian niềm vui thì trong trái tim ta đã lại quá khi ta vui thật vui người muốn ta ca lên một phút đầu con tim ta buồn vui đều tự có về hát hát cho đời và nói hát cho đời còn ta mãi người cầm làm hát đã nói cho đời và nói nó cho người còn ta mãi đuổi nhiều đời đành con tim để khi ơi cho chiều với ai ta nhân gian có mấy ai yêu thương mình không có nghĩa tao trong cái đó tao đúng yêu thương mình 49 49 mấy thì đi một người thì đi cầu thì đi mấy thì ra xuống thì ra thể dục thể thao sức khỏe rồi giàu ta để mà luyện tập nhảy cao nhảy thấp bóng đá rồi liền kinh để luyện thân mình dẻo dai gần cơ 51 xưa là con mấy số thì ra sông thì đây sông thì ra sông thì ra sông thì ra cây bước từ cùng thân mưa giữa một tháng năm tay đang sông thì đi giờ sẽ về lạnh cấm tình bước chân âm thầm con mười lăm mấy thì đây mấy thì đây mấy thì đây mấy thì đây sông thì đây con mười sông thì đây mấy nhà chữ ba không hả thì con giống mẹ mẹ thương con con giống ba cả nhà ta cùng yêu nhau ta là nhau gặp nhau là mười con số mười năm tết ở rồi bây giờ gái miền Tây bài hát tiếng quế nè quý vị nghe nha. Chỉ thương anh em đang làm vời về, phải nắm anh không biết chỉ được đưa.
chị đã mất một số tiền rất là lớn. Số tiền đó là 3 ngày luôn của chị. Chị mất, em biết chị mất ở đâu để đâu mà mất. Đau khổ lắm. Sao vậy? Để đâu mà mất ở trong sông bài á. Chị phải làm sao nè? Chị phải làm sao bây giờ em? Không sao đâu chị. Kệ đó. Mình thua cái này, mình bày cái khác chị. Nhưng mà chị còn thở là mình còn gỡ. Nhưng mà chị bán luôn cái hũ keo rồi. Rồi lấy gì mà chị bày? Thôi, Phật ơi. Rồi, dạ dễ bên đây luôn à. Dễ cho gia đình 5-6 người bên đây giùm em luôn. Dạ, dễ hả chị? Mà không bóc lắc bạn. Rồi, buồn bắt ghê. Mới kệ. Dễ cho anh trai. Cái một cái rớt cái thằng thằng luôn sao? Chung lại cái gạch rồi. Rồi, thôi kệ đi, tối nay mình gỡ nha. Tối nay mình gỡ lại sao? Tối nay còn thở là còn gỡ không sao hết. Rồi, chờ xuống cái gì ơi. Dạ yeah. Anh có vé cho anh trai ơi. Chưa có vé cho anh trai này luôn à. Anh trai chưa có vé là tội nghiệp ghê chưa. Dạ dạ. Còn ai có vé trên tay mình đưa cho anh trai bên đây giùm em nha. Hôm bữa em về quê đó, em cho nhà với gia đình.
lá xanh rồi cũng vắng